phụ giùm tôi mấy cái miếng gan luộc này coi. Thôi. Đi. Gan của tôi thì tốt mà, đâu có giống như bà nhậu nhẹt suốt ngày, gan gì tà le, ăn đi. Trời ơi, bà cứ nói vậy hoài à. Tôi đã hủy kết bạn với bia bọt rồi, tôi không có nhậu nữa đâu. Bà đó còn theo phe của Ngọc mà bắt tôi ăn ba cái gan luộc ngán muốn chết luôn à. Ăn phụ với tôi đi mà nha. Thôi bây giờ gan bà có thể không ăn, nhưng mà trà tôi xô uống đi. Nữa hả? Sao nữa? Thôi tôi uống nhiều lắm rồi, bây giờ tôi nghe mùi là tôi sợ dữ lắm. Trời ơi, bà uống trà tôi xô tại sao? Đây là tấm lòng của ba bà. Biết không, ba bà gửi cho ba tôi đem xuống cho bà uống mát gan. Phải uống chứ. Biết rồi. Vậy thôi, coi như là ly cuối cùng tôi uống nha. Đâu có. Này phải của bà. Này mới là của bà nè. Cái gì? Đây, bà uống cái bình này. Bà mới mát gan được. Gan của bà giờ nó ghê lắm rồi, bà phải uống cả bình, hiểu không? Uống sao mà nổi, mình còn cách khác không? Còn, chưa hết. Cái đây, gì vậy? Bông matiso nguyên chất. Bà bắt tôi ăn sống luôn hả? Ngồi thở vậy? Chị bị bao hoa tí xô rồi. Cái bao tí xô gì? Nè. Ngọc ơi, em sao cho chị đi, em đừng có bắt với chị ăn gan bò nữa. Ăn gan bò chấm muối tiêu rồi, chị mệt lắm rồi Ngọc ơi nha. Cái này đâu phải gan bò, là gan heo mà. Em ơi, tha cho chị đi Ngọc ơi. Thôi được rồi, nếu mà ngán gan bò rồi á, ngày mai mua gan gà, gan vịt về luôn, chấm nước tương. Anh nghe. Anh thấy bà Nhi đâu không? Không. Anh đang nấu ăn mà. Chắc còn nút đâu ở đây nè. Coi nè, Ngọc, coi nút trong tủ không nè. Chắc chắn là anh rèn cút à. Ủa, có đâu không? Mẹ em lo ghê á. Bác sĩ nói là gan của chị Nhi bị tổn thương thêm nữa là bị nặng sơ gan luôn á. Gì dữ vậy? Trời, bực mình ghê, bệnh thì chạy lung tung nữa. Ngọc, chia nhau lùng sụt bả. Anh cầm cái bịch bông artiso này làm tất cả các món nào cho bả mát gan giải gan giùm em nha. Này hả? Rồi. Anh Nhân. Gì hả? Em đâu? Em đây nè. Cái gì vậy Nhi? Trời đất ơi. Ơi. Đi chưa? Đi rồi. Trời ơi. Sao vậy? Thôi. Sao? Hồi nãy bà Thanh kêu anh nấu cái gì cho em ăn vậy? Cái này. Trời ơi, nữa hả? Dịp đi. Bây giờ em nhìn artiso, em nhìn gan là em mắc ó dữ lắm. Anh làm ơn anh không được nghe lời bả mà nấu ba cái này cho em ăn nữa nha. Anh đâu có nấu món này đâu. Vậy hả? Ừ. Vậy chứ anh nấu món gì cho em vậy? Anh sẽ nấu món bông cải đúc lò với cá nục, nó mát gan. Ngon quá vậy ta. Ủa mà sao tự nhiên anh tự chuẩn bị chu đáo nấu cho em ăn vậy? Thì anh biết nè. Biết gì anh? Biết người trong nhà. À, người trong nhà nên đối xử tốt với nhau hả? Ừ. Thôi vậy để em phụ anh nha. Ừ. Đừng có la lớn, em đi lấy tập về. Mình nấu nước sôi hả? Để mình luộc cá ha anh. Alo, anh Nhân ơi. Đợi anh một chút. À. Cái món ngày hôm nay á thì mình phải cần có cá nục nè. Để anh tắt cái thế này. Trong cái phần bông cải chút xíu nữa khi mà Nhi rửa thì Nhi phải rửa nhiều lần trên cái vòi nước. Mình ngâm nó nha. Rồi mình rửa lại một lần nữa cho thật là sạch. Thì lúc đó nó sẽ an toàn hơn. Nhi ơi, lấy cho anh cái phô mai nữa. Phô mai này đúng không anh? Ừ. Cái này người ta gọi là phô mai xông khói. Thì có nơi người ta ghi á là phô mai biếm tóc, bởi vì người ta thắt biếm nó vô. Thì đây là loại mà mình nhập khẩu. Bây giờ em xé nó, nó giống khô mực vậy đó. Bị gan mà còn uống bia. À thôi giỡn thôi. Cà rốt này nè. Mình sẽ bỏ vô mình trụng. Cần tay nè. Nhỏ. Mà em phải bào sơ ở bên ngoài. Nhi. Dạ. Hà cô Thảo nè. Sau khi ngâm rửa nhiều lần với nước thì lúc đầu nó như vậy. Dạ. Sau đó nó nở ra nó như vậy. Giống cây thông mini. Em bắt đầu em nghe mùi rồi nè, bây giờ em mới nghe mùi. Và em dễ mường tượng hơn đúng không? Lúc hồi nãy thì mình chưa hiểu rõ lắm. Tại sao luộc xong rồi phải bỏ cà rốt vô đá vậy? Nó giúp cho cái phần màu nó sẽ tươi hơn. Nè, nhìn nè Nhi. Chứ còn cái củ nó nhỏ vậy mình còn bào nữa thì không còn gì đấy. À.
Bây giờ mình cho cái hạ khô thảo này thôi. Để anh lượt nó lại. Dạ. Bây giờ mình trần cái phần bông cải. Dầu ăn. Em cho anh tí vô. Biết làm chi không? Nó dạ, giữ được cái màu xanh. Nó giữ được cái chất diệp lục. Hèn chi. Đây là lý do tại sao mà đi ăn nhà hàng lúc nào thấy món ăn nó cũng tươi, cũng ngon hơn là khi mình nấu ở nhà hết. Thì ra là họ có tuyệt chiêu hết. Chứ nếu mà em đem đúc lò liền á thì nó lại không tốt xào cái phần cồi sò điệp này. Ủa vậy là cồi sò điệp là giúp mát gan hả anh? Ở trong cái món này thì chủ yếu là cái phần bông cải xanh. Còn cái cồi sò điệp là anh chỉ cho thêm vào cho nó đủ chất dinh dưỡng. Với lại anh biết là Ngọc thích ăn cái món có thêm một ít sò điệp đồ các loại. Tụi em nữa. Ngọc thích ăn vậy còn Nhi thì sao? Nhi cũng thích mà, đúng không? Không, em có nói với anh không? Đâu có, anh nghĩ anh đoán nghe đúng không? Không đúng thì thôi. Em nghi anh với là bé Ngọc lắm á. Là nghi sao? Cũng có ngày là tới luôn á. Anh với bé Ngọc đó. Cái này bây giờ mình chỉ cần cắt cho nó sạch. Để anh làm ít nước sốt thôi. Cái nước hồi nãy là nước hạ khô thảo đó. Cái gì vậy? Em. Rồi tiêu hồng. Quá quen thuộc với những món ăn anh đang nấu. Thật ra nó là vỏ tiêu. Bột ớt. Một ít màu. Hát xì dầu. Anh bỏ vô một tí rượu để khử cái mùi tanh của nó. À, ủa nó không phật lửa à? Cái gì đâu mà đứng né hoài. Khổ ghê vậy đó. Để em chết nó cái này. Cho một tí muối, một tí tiêu thôi. Wow. Cái này em làm chín vừa tới thôi. Để em xử lý tiếp cái này. Vâng. À, mình xé nó ra. Xé nó ra. Chà chà. Bây giờ bỏ lò ha anh. Đúc lò có nghĩa là đúc vô lò. Căn bếp này không phải là sở trường của em cho nên em nhường là sân khấu này cho anh. Để anh rưới cái nước sốt lên. Cho nó thật. Vô. Wow. Trong lúc chờ đợi nướng thì phải ăn dụng. Cái này em phải để ít nhất khoảng 18 cho đến 20 phút. 18 tới 20 phút hả anh? Ô! Hết hồn. Chín rồi. Để anh lấy ra. Chín rồi, chín rồi. Nóng lên nha. Đẹp quá. À, mình còn bỏ phô mai đút lò lên nữa. Cái này mình trang trí theo kiểu giống như là mình đánh cá đó anh. Thôi, bây giờ mình ăn thôi anh ha. Đi. Ý, em phải lấy thêm cái này nữa. Rau đó mình nhâm nhi. Đi thôi. Tưởng núp ở đâu, ai ngờ núp sau lưng anh nhau. Ủa, tụi đâu có nấp sau lưng anh Nhân đâu, tôi trốn trong tủ. Mà tại cái tủ nó bị hư bên trong nên tôi phải vô sửa. Thôi nói nhiều quá, ăn đi ăn đi. Món này anh Nhân là nấu hơi bị ngon xuất sắc luôn đó. Nè, phô mai nè, đó, bông cải nè. Trời ơi, em ăn cá này cá mục nhiều rồi, mà lần đầu tiên ăn cá mục chung đúng với lạ. Lại phô mai đúc lò. Có lạ quá không? Có thêm cái mùi hạ khô thảo vậy đúng không? Thơm thoang thoảng á. Ngon thì ngon. Cái này á, hồi nãy Nhi nó đem lên uống kèm với một bia. Anh đã la từ ở trong bếp rồi mà cũng đem lên. Đúng là cái tật xấu khó chừa. Ăn tới nỗi cái gian lè le tắt lé vẫn nghĩ cái bia rượu được là sao Nhi? Nè, tôi đã nói là tôi không có uống bia rượu nữa rồi. Mấy cái món này của anh Nhân là ngon lắm đó, ăn nhiều vô. Nhi á, cần phải ăn nhiều cái bông cải xanh luôn nha. Em ăn cái gì cũng được á. Miễn sao là đừng có bắt em uống bông Akiso với lại ăn gan là được rồi. Nhi ơi, vô là bia nè Nhi ơi. Không có thích nha. Ôi vậy hả? Uống bia nè. Trời ơi, đặt chưa. Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ và xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng những đam mê ngọt ngào.
nhìn vào bếp cũng là vì anh. Hãy subscribe.